là basically căn bản là họ thiên phải nói chuyện thôi. Học kinh thiền năng không tu. Và mình không có cầu giảng sanh dễ dàng như kiểu bên đại thường. Mỗi đứa phải đúc đúc đi, đứa nào không đọc kinh là khó gần được thụ, khó về với cha mẹ. Nó không đọc kinh hào quang đen thui, tham sân si đầy mình không ngồi thiền. Chướng ngại còn đầy đủ, dục vọng đầy đủ. Rồi đi về trời sống với mấy tiền chúng kể, sống sao hợp. Dạ, con nuôi một đám của thiên ai cũng thật thà hiền hòa. Có một người tham dục vọng, tham giảng sanh cho nên mới theo mà thời là tu theo kiểu là tu và tu thời đại. Bây giờ chảnh cái kia nó giờ nó đâu có gội rửa kịp đó. Mang về trời làm gì cho ô uế tổ trời. Nên đó là mỹ dân á. Giảng sanh là mấy con sống như thế nào thế gian về trời như thế lắm. Hạnh phúc với ông tiên ở trong nhà mình hay là ông quỷ ông hoa cũng được. Mình nhận được, chứ là mình về trời duy sức mình nhận ông tiên được. Chẳng là con cũng rất là đau dữ. Ông tiên hả? Đâu có gì commitment. Cặp bà. Tiên nữ, tiên ông. Tiên nam.